Rồi. Đây là xe mới nha anh em. Xe mới chỉ có xe và mó thôi, còn này là riêng nha. Rồi mình sẽ khui ra mình nổ máy cho anh em xem nha. Này khách vô nhà lấy và mình test cho khách luôn nha. Để khách người đầu tiên lần đầu tiên biết chơi á. Mình sẽ chỉ khách chơi. Rồi. Thơm bơ này. Đó. Trong đây nó có một cái bộ tem với đòn lum hết nha anh em. Để chỉ cho mấy người mới ta chơi đi. Người đó học nè. Cái bộ này. Xe là chỉ xe mới chỉ có xe vừa mót thôi. Còn bộ này riêng, cái bộ này tặng riêng cho nha. Này cái này sạc mồi nè. Sạc cái mồi. Biết sạc cái mồi không? Chưa luôn. Thấy thấy đúc đầu. À. Rồi cái mẫu ghi rồi cái cây lum nó chung là đầu như thế này người ta bán 200 gần 300 ngàn á. Có chỗ bán 300 mấy luôn, mình bán 220 thôi. Còn cái Boe nè. Lấy cho dầu ăn nè. Không có tiền thì lấy cho dầu ăn. Cái này thường nó có miếng dầu nè, có miếng dầu xanh nhỏ xíu không? Cái này mà để khô quá nó cũng dễ hư cái máy, tại vì bụi nó vô, bụi mịn nó vô. Còn mình chơi kỹ thì mình lấy dầu ăn hoặc dầu chiên dụng nó. Hồi đó giờ lấy dầu ăn không à. Dầu ăn chơi cũng được. Là mua là nó khác nữa. À, dầu xanh xanh đó. Dầu ăn mình bóp bóp nè, cho cái này nó ẩm ẩm xíu. Bởi vì người ta hay giặt Boe, mấy người mới nó hay giặt Boe á, mà giặt mà không thấm cái này vô là móng nó đi luôn. Nó đi luôn cho máy luôn á. Làm xe ghét mình chơi dầu ăn hết dầu ăn không? Chưa đi mua nữa, chưa mua dầu ăn nữa. Nói chung là thấm một cái miếng trong kia rồi. Rồi. Giờ mình sẽ tháo cái bộ ghi ra. Cái này là mình kỹ nha, chứ bình thường người ta bỏ vô người ta nổ luôn. Mình kỹ mình làm như thế này. Đó, cái này bộ zin nha. Bộ ghi này nó có lông đền nha. Mình kỹ thì mình thử cái mồi cho nó sáng đỏ nha. Này ghim vô thả ra. Rồi. Ok. Để bụi đây. Mình chỉ cần mình đè xuống. Rồi chơi xăng con rồng nha. Nói chung là xăng này là chơi được nhất. Còn mấy người kia ta chơi xăng tầm bậy á, vô nổ máy không được, ta điện thoại suốt luôn. Mà mặc dù mình chỉ rồi, chỉ chơi xăng con rồng mà không chịu mua. Mua mấy xăng đâu á. Đổ vô đây nha. Đổ vô đây. Rồi mình đổ vô đây một miếng luôn nha, tại vì cho xăng nó nuôi nha. Rồi vậy nè, mình chưa có gắn bugi nha, mình để chút xíu cho xăng trong đây nó kiểu như nó trơn lòng, nó lòng trái nó mới á, thì mình kỹ thôi. Chút xíu mình vô đây rồi, ok. Mình mở cái này ra, có ba ngóc nha. Ở đây nó có một cái này xe zin là có cái này nha. Còn khách nó mua nó độ lên nha, mình chỉ ghim vô thôi. Cái này mau hết pin lắm nha, cái này chơi dở lắm, dễ mất sóng lắm. Ghim gì đỏ gì đỏ gì đen gì đen vô. Để vô đóng lại thôi nha anh em. Rồi giờ bật cái này lên nè. Đó. Thử nha. Mấy cái nút này, cái này một lái hai ga chỉnh á. Ví dụ mình chỉnh nè, chỉnh thấy cái này nó quay không? Chỉnh đây nè. Ví dụ mình chạy ra đường mình thấy nó méo quá, méo bên trái bên phải mình chỉnh trên đây. Chỉnh lại. Còn cái ga là mình thấy ga lớn ga nhỏ chỉnh đây. Cái ga lớn nhỏ này nè, hai ông ga nó hoạt động hay không? Đó. Giờ trước tiên là để số 0 thôi. Còn chính giữa là nút chỉnh lái nhanh lái chậm nha. Lái nhanh này lái chậm nè. Đó, còn chỉnh maximum là lái nhanh nè, đó. Rồi. Giờ mình sẽ cho xăng lên. Bằng cách mình bật cái bô, mình đập xăng lên. Cái đường ống xăng lên nè. Ống này ống xăng nha, còn ống này ống hơi nha. Đó. Bật lên. Rồi. Mở cái khu này, xe mới mở ra. Nãy là thử bugi rồi. Vô nè. Chỉnh cái anti lớn nổ vô đai thôi. Chỉnh cái anti lên.
cái này mà bụi vô đây cũng hư nha. Ốc này ganti, ốc này ốc xăng, ốc gió, chỉ chỉnh ốc xăng với ganti ở gần chỉnh ốc gió nha.